Cầu nguyện Nam Mô Di Lạc Vương Phú Quý Phật, Nam Mô Di Lạc Vương Phú Quý Phật. Đệ tử chúng con nguyện nhất nguyện cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Di Lạc Vương Phật Vương Phổ Phổ Độ chúng sanh. Nhiều nguyện cầu củ quyền thất tổ được tịnh độ siêu thăng. Tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Răng Long Phước Thọ. Tứ nguyện cầu vạn dân bá tánh an cư lạc nghiệp, thế giới quốc thái dân an. Ngũ nguyện cầu Phật tổ Phật thầy Nam mẹ ngũ hành ông vua bà chúa trăm quan cụ thần, chư vị thánh thần, sơn thần, thổ địa, năm non, bảy núi, 12 phương cảm ứng chứng minh. Đệ tử chúng con nguyện thập phương thường trú Tam Bảo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, từ bi gia hộ chúng con Bồ Đề Tam Kiên cố tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn cùng pháp giới chúng sanh một thời đồng chứng vô lượng chánh đẳng chánh giác.